Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Huawei sắp bị chính phủ Anh miễn cưỡng ép ra đi. Chính phủ Anh đang sắp ra quyết định về vai trò của tập đoàn Trung Quốc Huawei trong hệ thống 5G và mạng Internet băng thông rộng tại Anh. Trung tâm An ninh mạng quốc gia NCSC thuộc ngành tình báo Anh đã hoàn tất thu thập dữ kiện để báo cáo chính phủ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson sử dụng điện thoại Huawei P20 Pro. Bộ truyền thông kỹ thuật số thì đang xem xét hậu quả tài chính nếu áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế với Huawei. Mới hồi tháng Giêng, chính phủ Anh tuyên bố Huawei vẫn được tiếp tục cung cấp thiết bị chuyên môn cho các mạng Anh, tuy có hạn chế về thị phần của hãng. Washington tiếp tục nói Huawei là rủi ro an ninh quốc gia, điều mà công ty phủ nhận. Các trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Huawei loan báo vào hồi tháng 5 có vẻ đã tác động tới Anh Quốc. Trừng phạt mới nhất của Mỹ đe dọa đã khiến Huawei không thể cung cấp thiết bị truyền dữ liệu và ảnh hưởng việc làm điện thoại và các mặt hàng dân dụng khác. Năm ngoái, Huawei khoe chip di động mới Kirin 990 5G. Họ nói chip này có hơn 10 tỷ bóng bán dẫn, hứa hẹn một hiệu suất vượt trội và ngốn ít điện năng hơn. Nguyên do các sản phẩm phức tạp này có thể ra đời là vì ngành công nghiệp bán dẫn hay sử dụng các công cụ tự động hóa để thiết kế điện tử. Vấn đề của Huawei là ba nhà thiết kế EDA hàng đầu đều có quan hệ với Hoa Kỳ. Trừng phạt của Washington cấm Huawei và các bên thứ ba làm chip được dùng công nghệ và phần mềm Mỹ. Trong khi đó, Sitnoff và Cadency đều đặt trụ sở ở California. Siemens của Đức cũng mua Mentor Graphics, nhưng công ty này có trụ sở ở Oregon. Trừng phạt cũng có thể cấm các nhà sản xuất dùng thiết bị bán dẫn dựa vào công nghệ Mỹ. Và ngay cả nếu Huawei chuyển sang sử dụng công ty SMIC đặt ở Thượng Hải, công ty này cũng phải tuân thủ lệnh của Mỹ hoặc đối diện trừng phạt. Anh Quốc có thể sẽ phải cho rằng quá rủi ro nếu chỉ dựa vào Huawei khi mà công ty Trung Quốc có thể không thể làm ra các linh kiện. Hoa Kỳ vẫn còn thời gian để đảo ngược lệnh cấm trước khi chúng có hiệu lực vào tháng 9 này. Nhưng dẫu vậy, nếu chính phủ Anh muốn tìm cớ để xem lại quyết định hồi tháng Giêng, rủi ro về các công cụ tự động hóa thiết kế điện tử có thể là một cơ hội tốt cho Anh. Đây là hình ảnh cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vào ngày 25 tháng 6 tuyên bố nước Anh cuối cùng sẽ phải đứng về phía Mỹ trong quyết định cho phép hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia vào hệ thống 5G của Anh. Mỹ vừa đưa ra lời cảnh báo về những nguy cơ an ninh mà Huawei có thể gây ra sau khi công ty này của Trung Quốc được Anh bật đèn xanh cho việc xây dựng một cơ sở nghiên cứu và sản xuất chip mới trị giá 1 tỷ bảng Anh. Phía Mỹ đã nói quyết định của Anh làm lung lay niềm tin của Mỹ đối với Anh Quốc. Và các quan chức Hoa Kỳ đã trực tiếp vận động hành lang với các chính trị Anh để chống lại dự án nhà máy chip của Huawei. Như một ủy ban gồm các ủy viên hội đồng cấp quận của Duke Cambridge đã bỏ phiếu hôm thứ Năm vào ngày 25 tháng 6 với tỷ lệ 9-1 ủng hộ dự án của Huawei. Chưa đầy 24 giờ sau khi Anh bật đèn xanh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại tuyên bố của họ rằng Huawei đặt ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Họ tuyên bố công ty này có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là các đồng minh và đối tác như Vương quốc Anh, hãy đánh giá cẩn thận tác động lâu dài của việc cho phép các công ty không đáng tin cậy như Huawei được tiếp cận thông tin nhạy cảm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố như vậy. Và bộ này từng khẳng định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy được công nghệ và tài sản trí tuệ thông qua các hợp thức hóa hợp pháp và bất hợp pháp, thông qua hợp tác và thông qua lừa gạt, và bằng một cách đầu tư, nghiên cứu chung, cũng như bằng cách ngang nhiên, trộm cắp. Với thực tế là Huawei phải nghe lời một chính phủ chuyên chế, điều đó có nghĩa là lòng tin không thể tồn tại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói như vậy. Huawei cho biết họ sẽ chi 1 tỷ bảng Anh trong 5 năm tới để thành lập cơ sở mới gần Capri, gần miền đông nước Anh. Cơ sở mới ở Cambridge sẽ được sử dụng để phát triển và sản xuất công nghệ bán dẫn nhằm tăng tốc dữ liệu qua các mạng cáp quang băng thông rộng. Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh, đã cho rằng Anh Quốc rốt cuộc sẽ phải sát cánh cùng Hoa Kỳ trong vấn đề về Huawei. Ông nói, tôi nghĩ rằng chúng ta cần ra quyết định và tôi nghĩ rằng cuối cùng thì quyết định đó phải ủng hộ cho Hoa Kỳ. Ông Blair nói khi được hỏi về Huawei trong một chương trình của Reuters. Khó có chuyện chúng tôi không sát cánh với Hoa Kỳ về bất cứ chuyện gì đang động chạm đến an ninh của Hoa Kỳ, theo lời ông Blair. Chính quyền Mỹ đã xác định các công ty hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có hãng viễn thông khổng lồ Huawei và công ty thiết bị an ninh Hikvision đều do quân đội Trung Quốc làm chủ hoặc kiểm soát, theo tài liệu của Reuters được xem
vào ngày 24 tháng 6 cho biết. Và xác quyết này đã đặt nền tảng cho những chế tài chính và của Mỹ trong thời gian tới. Một viên chức quốc phòng của Mỹ ẩn danh đã xác nhận tài liệu trên và cho biết hồ sơ đã được gửi sang Quốc hội. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Huawei Nhậm Chí Phi và Chủ tịch Tập Cận Bình tại trụ sở của Huawei ở London vào năm 2015. Danh sách 20 công ty mà Washington cáo buộc được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hỗ trợ bao gồm Tập đoàn China Mobile, China Telecom cũng như công ty chế tạo máy bay Avion Industrial of China, và việc chỉ định này do Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định theo một đạo luật vào năm 1999 đưa ra một danh sách các công ty do Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc làm chủ hay kiểm soát, chuyên cung cấp các dịch vụ thương mại, chế tạo, sản xuất hay xuất khẩu. Chỉ định của ngũ giác đài không kích hoạt chế tài, nhưng theo luật, Tổng thống có thể công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép ông chế tài bất cứ công ty nào trên danh sách này hoạt động tại Mỹ. Các công ty liên quan như Huawei, Hivision, China Mobile, China Telecom, lẫn Tòa Bảo đốc và Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Washington vẫn chưa trả lời yêu cầu được bình luận. Và Lầu Năm Góc cũng đang chịu sức ép từ các nghị sĩ của cả Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ để công bố danh sách trên. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao trên nhiều mặt trận, từ công nghệ cho tới thương mại và chính sách đối ngoại. Vào tháng 9 năm ngoái, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Tom Cotton đã viết thư gửi lên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh sử dụng các tập đoàn Trung Quốc để khai thác công nghệ dân sự cho mục đích quân sự. Hãng tin Reuters đã đánh giá danh sách trên có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất và nhì thế giới. Tuần trước, Trung Quốc đã dọa trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì những vấn đề liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marco Rubio nói rằng danh sách trên là một bước khởi đầu, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đầy đủ để cảnh báo người Mỹ về các công ty do nhà nước sở hữu nhằm hỗ trợ các hoạt động của chính phủ Trung Quốc gây đe dọa cho an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ. Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Mỹ cũng tố Trung Quốc đã chia rẽ phương Tây bằng Huawei. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Tom Cotton. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cảnh báo Mỹ có thể không triển khai chiến đấu cơ hiện đại F-35 tại Anh vì nguy cơ an ninh từ việc nước này sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G. Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh vào ngày 2 tháng 6, Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton cảnh báo rằng việc để cho Huawei tham gia vào hạ tầng mạng của Anh có thể mở cửa cho tin tặc của quân đội Trung Quốc xâm nhập vào hoạt động hậu cần quân sự của lực lượng đồng minh, theo đài BBC đưa tin. Ông Tom Cotton cũng cho rằng diễn biến này sẽ gây nguy cơ cho các hệ thống vũ khí Mỹ tại Anh, nhiều hơn cả trong những khu vực khác, và giới chức cấp cao của Mỹ đang thảo luận về vấn đề này. Trước đó, ông Cotton từng cảnh báo Mỹ có thể gia tăng giám sát nguồn đầu tư của Anh vào Mỹ nếu London sử dụng thiết bị của Huawei, đồng thời đề xuất dự luật ngừng triển khai chiến đấu cơ F-35 của Mỹ tại Anh. Tờ Daily Telegraph vào hồi tháng 5 đã đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ thị lên kế hoạch tiến tới loại bỏ hoàn toàn sự liên quan của Trung Quốc trong hạ tầng mạng 5G tại Anh đến năm 2023. Chỉ thị được đưa ra giữa lúc chính quyền của Anh không hài lòng về cách xử lý của Trung Quốc trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Phát biểu vào ngày 2 tháng 6, nghị sĩ Cotton hy vọng chính quyền Anh sẽ thực hiện quyết định này sớm hơn nhằm giảm thiểu sự sử dụng công nghệ của Huawei. Ông nói rằng Trung Quốc đang tìm cách gây chia rẽ giữa các nước phương Tây bằng Huawei. Ông Cotton cũng khẳng định rằng Mỹ, Anh và các đồng minh có thể hợp tác để cùng phát triển mạng 5G ưu việt hơn của Trung Quốc. Đáp lại, Phó Chủ tịch Huawei Victoria Chang tố cáo Mỹ đang công kích Huawei vì mục đích giành lại vị thế trên thị trường, chứ không phải vì lo ngại an ninh. Bên cạnh đó, phía nước Đức cũng đã đưa ra tín hiệu rằng Thủ tướng Angela Merkel chưa cho Huawei tham gia mạng 5G của Đức. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo mùa hè thường niên ở Berlin vào tháng 7 năm 2019. Thủ tướng Đức Angela Merkel yêu cầu các nghị sĩ trì hoãn cho phép Huawei tham gia cung cấp hạ tầng mạng 5G ở Đức cho tới tháng 3. Các nguồn tin thân cận với chính phủ Đức vào hôm 20 tháng 1 cho hay bà Merkel yêu cầu các nghị sĩ chờ đợi thêm và chỉ ra quyết định về Huawei sau khi lãnh đạo Liên minh châu Âu nhóm họp vào tháng 3. Bà Merkel cũng cho rằng sự phối hợp của EU về vấn đề này rất quan trọng, bà hiện chưa vượt qua được những bất đồng trong liên minh cầm quyền về Huawei. Nguồn tin cũng cho hay các thành viên của Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của bà Merkel hiện chia rẽ về việc
có nên ủng hộ đề xuất ngăn chặn tập đoàn Trung Quốc Huawei tham gia cung cấp mạng 5G ở Đức hay không. Bà Merkel ủng hộ các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt đối với mạng 5G. Trong cuộc họp vào tháng 3 tại Bruxelles, Bỉ, các lãnh đạo châu Âu thảo luận khả năng Huawei tham gia mạng viễn thông châu Âu hay không, và các nhà mạng ở Đức là khách hàng của Huawei và cảnh báo rằng nếu chính phủ cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, Đức có thể mất thêm nhiều năm và hàng tỷ đô la để xây dựng mạng 5G. Trung Quốc thì cho rằng các hạn chế mới của Mỹ nhắm vào tập đoàn Huawei là đàn áp vô ý, hủy hoại chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là hình ảnh một tòa nhà của Huawei ở Trung Quốc. Cục An ninh Công nghiệp BIS thuộc Bộ Thương mại Mỹ vào hôm qua đã thông báo kế hoạch ngăn tập đoàn Huawei của Trung Quốc sử dụng công nghệ và phần mềm Mỹ để thiết kế, sản xuất các sản phẩm bán dẫn ở nước ngoài. BIS cho biết kế hoạch này được thiết kế nhằm chặn đứng nỗ lực của Huawei lách lệnh kiểm tra, sản xuất và xuất khẩu vào Mỹ. Các hạn chế mới sẽ khiến Huawei không thể tiếp cận được với nhà sản xuất chip TSMC của Đài Loan, một trong những nhà cung cấp hàng đầu của hãng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay cũng ra cảnh báo kế hoạch này của Mỹ sẽ phá hủy chuỗi sản xuất, cung ứng và giá trị toàn cầu và khẳng định sẽ cương quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty nước này. Chúng tôi kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức hành động đàn áp vô ý đối với Huawei và các doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố như vậy. Giới chức Mỹ nhiều lần cáo buộc Huawei ăn cắp bí mật thương mại của nước này và hỗ trợ các hoạt động do thám của Trung Quốc, làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh quanh vấn đề thương mại, khiến Huawei phụ thuộc nhiều hơn nữa vào công nghệ nội địa. Với lệnh hạn chế mới của Bộ Tài chính Mỹ, các công ty nước ngoài sử dụng công nghệ của Mỹ bị cấm bán sản phẩm bán dẫn cho Huawei mà không được Washington cho phép. Tờ Global Times dẫn lời một quan chức trong chính phủ Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng nhằm vào các tập đoàn như Apple, Qualcomm, Cisco và Boeing để trả đũa hạn chế của Mỹ đối với Huawei. Các biện pháp trả đũa có thể bao gồm đưa 4 công ty trên của Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin cậy, cho phép Trung Quốc mở các cuộc điều tra nhằm vào họ và thậm chí đình chỉ thương vụ mua máy bay với Boeing. Victor Gao, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa cho biết Bắc Kinh có nhiều cách để trả đũa các hạn chế mới nhằm vào Huawei, gồm bán hoặc dừng mua trái phiếu kho bạc Mỹ và thắt chặt kiểm soát với các sản phẩm của Apple. Nếu Bắc Kinh tuyên bố mọi sản phẩm của Apple sản xuất tại Trung Quốc phải được kiểm định, quá trình vận chuyển hàng hóa sẽ bị trì hoãn trong 3 tháng và Apple sẽ phải chết, Victoria Cole đã nói như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2020 với bản tin Huawei sắp bị chính phủ Anh miễn cưỡng ép ra đi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.